Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế tỉnh Bến Tre đã tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động các chương trình dự án tài chính vi mô quý 1 năm 2023 và triển khai phương hướng hoạt động quý 2. Ông Nguyễn Trúc Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre đã đến dự. Trong quý 1, Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế đã phát triển thêm 1.184 khách hàng mới, nâng tổng số khách hàng hiện có của quỹ lên 20.554 thành viên, với tổng dư nợ cho vay 167,7 tỷ đồng. Bên cạnh việc tập trung nâng cao chất lượng tín dụng, Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế còn góp phần tích cực cùng địa phương thực hiện các chính sách an sinh xã hội. Trong quý 1 năm nay, quỹ đã trích 572 triệu đồng từ nguồn lãi thu được để hỗ trợ các hoạt động như chương trình Tết quân dân, chương trình Xuân biên phòng ấm lòng dân biển, hỗ trợ quà Tết cho thành viên nghèo gia vốn. Tại hội nghị, Hội đồng Quản lý, Ban Giám đốc quỹ cùng lãnh đạo phòng giao dịch các huyện trong tỉnh đã tập trung thảo luận nhiều vấn đề nhằm nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng của quỹ trong thời gian tới như kế hoạch xử lý nợ quá hạn, chấn chỉnh quy trình thu hồi vốn, tạm ngưng giải ngân vốn tại các địa phương có tỷ lệ nợ quá hạn cao. Đặc biệt là việc thống nhất xác định mục tiêu hoạt động của quỹ là cân bằng giữa mục tiêu tài chính và xã hội. Phát biểu định hướng cho hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế tỉnh Bến Tre trong thời gian tới, ông Nguyễn Trúc Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã nhấn mạnh đến mục tiêu tạo sinh kế, giúp người dân thoát nghèo và phát triển kinh tế của quỹ. Vì vậy, hoạt động của quỹ phải thỏa mãn hai yêu cầu, đó là vừa mang lại lợi ích cho người dân giống như các chương trình mục tiêu quốc gia, nhưng đồng thời cũng phải mang tính chuyên nghiệp như một ngân hàng.